À, thế giới kỳ diệu của Disney Có rất nhiều thứ đang diễn ra ở phía ngoài sân khấu và hậu trường nữa Để đảm bảo rằng du khách có những khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong cuộc đời của họ khi họ đến nơi này Bạn đã bao giờ nhìn thấy những biển báo sơn ướt khi đi bộ qua các công viên chưa? Có một thành viên của đội bảo trì nào với một cái túi dụng cụ thì sao? Có ai đội mũ bảo hiểm xây dựng không? Tất nhiên là bạn chưa từng thấy rồi Vì điều đó sẽ phá hỏng trải nghiệm rằng Disneyland là một nơi cực kỳ hoàn hảo. Đó là vì 99,99% ,99 công việc vẫn diễn ra sau khi chương trình kết thúc. Tất cả những chú chuột nhỏ bé Giữ cho nơi này hoạt động đều đặn như kim đồng hồ. Người mà trước đó thậm chí còn không bắt đầu làm việc nữa cơ. Cho đến khi thầm báo được phát trên radio mà chúng tôi mang theo nói rằng công viên đã thông thoáng. Sau đó, các đội mới bắt đầu làm việc. Đội bảo trì bắt đầu vo ve trên xe gôn của họ. Các thành viên của đội bảo vệ mang ra những vòi lớn đã rửa sạch từng in đường phố mà chúng tôi đi qua Các đội xây dựng được phép đi qua cổng an ninh Để vào và làm bất cứ điều gì cần làm Đó là nơi Câu chuyện của tôi bắt đầu Tôi đã bắt đầu làm nghề xây dựng cho hầu hết cuộc đời của mình rồi Khi công việc cạn kiệt ở phía Bắc Tôi chuyển đến Florida Nơi một số thành viên trong gia đình tôi đã chuyển đến hơn 10 năm trước rồi Tất nhiên Chủ yếu là tôi cần việc làm mà thôi Cuối cùng Tôi đã nộp đơn xin việc và được thuê bởi một công ty xây dựng mà tôi sẽ không nêu tên tại đây đâu. Công ty này thực sự đã đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu xây dựng cho The Corporate Mall. Tôi đã dành năm hoặc 6 năm một tuần tại nhiều địa điểm khác nhau tại Walt Disney World rồi với các đồng nghiệp của tôi nữa. Chúng tôi không được Disney tuyển dụng nên chúng tôi không phải là thành viên trong đoàn để làm bất cứ điều gì mà người quản đốc của chúng tôi bảo chúng tôi phải làm. Thực sự là một công việc tuyệt vời. Mặc dù đôi khi công việc rất vất vả Hãy nghĩ xem Có bao nhiêu người thực sự có thể nói rằng Họ được đi vòng quanh vương quốc phép thuật rồi Vương quốc động vật nữa Vân vân vào lúc nửa đêm trên xe tải Xe điện Bạn có cái gì Trong khi công viên gần như là trống rỗng Ngoài trừ một nhóm nhân viên Trong khoảng 6 tháng đầu tiên Tôi khá trầm tính Ngoài trừ khi cần phải nói chuyện với nhóm nhân viên của công ty nơi tôi làm việc Sau đó Tôi bắt đầu nhận thấy nhiều nhân viên làm việc qua đêm của Disney thân thiện như thế nào với nhân viên của chúng tôi những người bảo vệ khi làm việc ở cùng khu vực với chúng tôi Sẽ để và nói chuyện với các chàng trai Cũng như các thành viên của đội an ninh đêm nữa Tôi bắt đầu sẽ làm quen với nhiều người hơn trong số họ Và lớn họ đều rất là tốt Tôi đã làm quen với nhiều nhân viên an ninh đêm Ít nhất là qua khuôn mặt Tại cả bốn công viên Cũng như các khu nghỉ dưỡng nữa Nếu như bạn chưa biết Walt Disney World mở cửa vào năm 1971 Thực ra Không có hiếm khi bắt cầm một người đã làm việc cả đời cho Disney Họ biết một người đã từng làm việc như vậy, hơn 40 năm làm việc cho nhà chuột, chúa phù hộ cho họ, ngay cả qua đốc của chúng tôi nữa, mặc dù không làm việc trực tiếp cho Disney World, cũng là một trong số những người này. Trời ơi, họ có rất nhiều chuyện để nói, chủ yếu là để giết thời gian mà thôi. Khi tôi thích nghi với công việc hơn, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với môi trường xung quanh. Các diễn viên hoạt động hơn với tôi và tôi có thể đi qua các công viên mà không bị lạc. Tôi nói cho bạn biết nhé Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đâu Khi bạn mới bắt đầu làm việc tại đó Đặc biệt là vào ban đêm Mặc dù không phải là tối đen như mực đâu Nhưng mà ánh sáng rất tối Ngoài trừ nơi chúng tôi bật đèn pha để làm việc ra Bảo vệ chỉ sử dụng đèn pin Hoặc là đèn pha của xe đẩy để soi đường mà thôi Và đèn cửa hàng chỉ bật Khi có người làm việc trong đó Khá kỳ lạ Nhưng đồng thời cũng rất là thú vị Giống như là một nơi hoàn toàn khác so với giờ hoạt động vậy Thực tế Có một lần tôi quyết định đến thăm công viên này Với tư cách là khách Tôi không thể tìm thấy một chuyến đi mà tôi muốn đi Vì nó trông rất khác vào ban ngày Với tất cả màu sắc Con người, âm thanh và âm nhạc Mặc dù đã có hơn một năm làm việc tại nơi này Nhưng tôi đã phải nút lòng tự trọng ngu ngốc của mình lại Và đi lấy một tấm bản đồ <laughs> Nghĩ lại thì thật sự khá là thảm hại Dù sao đi nữa Khi tôi bắt đầu trò chuyện với càng ngày càng nhiều thành viên trong đoàn hơn một số nhân viên an ninh và tôi phát hiện ra rằng Chúng tôi có chung sở thích về hình tượng huyền bí Tất nhiên điều đó Sẽ xuất hiện trong các cuộc trò chuyện khi làm ca đêm Tất nhiên rồi Tôi luôn được nghe họ kể chuyện Con ma nổi tiếng trong trò chơi cướp biển vùng Caribe Vụ giết người tự tử Tại một trong những căn phòng của một khu nghỉ dưỡng nào đó Vụ nhảy từ trên sân thượng xuống một khu nghỉ dưỡng khác Hồn ma của các thành viên trong đoàn làm phim đã truyền lại Lời hãy quay lại và chào hỏi Những sự việc ma quái này sẽ ra ở khắp các trò chơi Mà một số vị khách không may bị tai nạn chết tại đó Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn Mặc dù nghe rất vui Nhưng tôi sẽ không nói dối đâu Đôi khi Nó khiến toàn bộ khu nghỉ dưỡng có cảm giác uh, khá đáng sợ Mà một vị khách bình thường Sẽ không bao giờ được trải nghiệm đâu Ngay cả những đồng nghiệp của tôi nữa Cũng có những câu chuyện đề kể Về việc có điểm vui chơi từ đồng bạch lên Mặc dù đã có hệ thống khóa gánh thẻ Để đảm bảo rằng chúng không hoạt động Hoặc là đi theo ai đó vào phòng nghỉ và khi vào đó thì không thấy ai ở đó cả. tất nhiên là tiếng động và giọng nói nữa khi họ làm việc một mình. mấy ông thợ săn ma nghe chắc là kích thích lắm đây nhỉ. chuyện là khoảng vài tháng trước khi đến nơi làm việc, quản đốc đã gọi nhóm của chúng tôi đến họp. ông ấy thông báo rằng chúng tôi sẽ bắt đầu một nhiệm vụ mới tại Vương quốc phép thuật. chúng tôi sẽ làm việc tại chuyến tàu mỏ bảy chú lồn. điểm tham quan này sẽ mở cửa vào cuối năm nay. thật thú vị. Cho đến tận bây giờ Nhóm của tôi Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc cùng họ Đã có những nhiệm vụ tầm thường nhưng khá cần thiết Chúng tôi đã có niềm vui khi đổ bê tông Đào mương Sửa nhà vệ sinh Tuyệt thật đấy Bây giờ chúng tôi thực sự sẽ bắt tay vào làm một điểm tham quan Hãy tưởng tượng xem Tôi sẽ nói với vợ tương lai và các con rằng Chính tay tôi đã xây dựng cái tàu lượn này Khi chúng tôi đi trên đó Họ sẽ vô cùng kinh ngạc và tự hào Tòa nhà đó đã được xây dựng xong phần lớn rồi Và chúng tôi sẽ làm các khâu cuối để sẵn sàng cho buổi trình diễn Bạn biết đấy, trang trí cho một ngôi nhà Trông giống như là một cái mỏ bên trong lẫn bên ngoài Chế tạo đá, cố định đồ trang sức, mọi thứ Khi đến lúc bắt đầu, ông ấy đã hẹn chúng tôi gặp nhau Tại một trong những phòng nghỉ của đoàn làm phim bên trong điểm tham quan Đối với những ai chưa biết, hầu hết hoặc là tất cả các phòng tham quan giải trí Đều có phòng nghỉ ảnh ở bên trong mà công chúng không biết một thành viên đã làm việc trong trò chơi thực sự không cần phải rời khỏi đó Nếu anh ta cô ta không muốn Ngay cả khi nghỉ trưa Anh ấy sẽ thích công việc rằng Anh sẽ làm gì mỗi tuần Và tất cả các chi tiết bình thường khác nữa Sau đó Anh ấy tiếp tục nói với chúng tôi rằng Theo quản lý của Disney Tất cả chúng tôi được nghỉ trưa vào lúc 3 giờ sáng Và chỉ nghỉ trưa trong phòng cụ thể Mà chúng tôi đang ở Tôi nghĩ điều đó thực sự khá kỳ lạ Kể từ khi tôi làm việc cho họ Chúng tôi không bao giờ được thông báo khi nào Và ở đâu để ăn trưa cả Chúng tôi luôn được sắp xếp thời gian nghỉ ngơi Để hầu hết các thành viên đoàn làm phim luôn làm việc Dù sao thì tôi đánh vậy Nhà chuột trả hóa đơn cho chúng tôi Và tôi là ai Mà có quyền chất vấn điều đó chứ Tôi vẫn là người mới Nhưng tôi vẫn sẽ nói rằng Tôi cũng cảm thấy được suy nghĩ của mình Trong mắt các đồng nghiệp của tôi nữa Chúng tôi chỉ là một nhóm gồm 10 người trong nhiệm vụ này Và chúng tôi được chia thành các nhóm 5 người Mỗi nhóm sẽ làm việc ở bên ngoài Và một nhóm kia ở bên trong điểm tham quan Tôi ở trong nhóm bên trong Làm việc trong thứ đó thực sự là phiền phức Do kết thức công gian của nơi chúng tôi làm việc Có lẽ là một hoặc hai điểm pha sẽ vừa với khu vực chúng tôi làm việc Nó tạo ra hiệu ứng như kiểu Đã nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong rừng vậy Khi làm việc trên tường Nó sáng như địa ngục Khi bạn bước ra khỏi không gian đó Bạn mù như một con rơi Vài ngày đầu tiên nó trở thành trò đùa, cuộc thi sẽ mang vấp phải thứ gì đó nhiều nhất và bất cứ ai bị ngã nhập mông nhiều nhất mỗi tuần sẽ phải trả tiền đồ uống khi chúng tôi đi chơi cùng nhau. Tôi đã trả gấp đôi trong tháng đầu tiên. Cảm ơn nhiều nhé, Disney. Tôi nghĩ bạn có thể gọi tôi là một người có chứng hoàng tưởng, nhưng tôi sẽ không bao giờ để túi đựng đồ ăn trưa của mình trong tủ lạnh ở ngoài phòng giải lao cả. Tôi là một thằng khốn nạn thực sự dễ nổi giận nếu tôi bị đói bụng và sau khi bị mất túi đồ ăn của mình ở một lần khi ở vương quốc động vật, tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa đâu. Vì vậy, từ đó trở đi, tôi luôn mang túi đồ ăn theo và các thứ vật vãnh khác cùng nhau nữa. Chúng tôi làm việc ở phía đối diện của điểm tham quan so với phòng giải lao. Và khi đó, đã gần đến giờ ăn trưa rồi, chúng tôi dọn sạch mọi thứ có nguy cơ gây vấp ngã và đi nghỉ ngơi ngay lập tức. Khi đến phòng giải lao, tôi nhận ra rằng mình đã để quên túi ở một nơi chúng tôi đang làm việc chết tiệt thật đấy Không đời nào tôi tiêu 8 đô la cho một lon coca Và một cây bánh gấu ngu ngốc Từ một trong những cái máy bán hàng tự động của Disney đâu Tôi nói với mọi người rằng Tôi sẽ chạy lại để lấy túi đồ ăn của mình Vì vậy tôi lên đường Tôi rất vội vã Vì chúng tôi chỉ có nửa giờ để ăn trưa Và nếu chúng tôi mất thêm một phút để quay lại nơi làm việc Mọi sai lầm sẽ phải trả giá bằng tiền mặt đấy Và tất cả các bạn đều biết rằng Nửa giờ trôi qua nhanh như thế nào Trừ khi bạn đang làm việc cố gắng đi đúng giờ Hẳn là tôi đã rẽ nhầm đường trong bóng tối Chiếc đèn pin ngu ngốc của tôi nằm trong túi đồ nghề Tất nhiên rồi Tôi đang cố sợ đường xung quanh đường ray Thì thấy rằng Có ánh sáng xuất hiện ở phía trước Chúng trông giống như là một cái đèn khẩn cấp Nhưng khá mờ và nhấp nháy Ai quan tâm chứ Giống như việc nhìn thấy bất kỳ bến cạnh nào trong cơn bão vậy Phải không Tôi từ từ tiến về phía trước Và bắt đầu nghe thấy tiếng nói Nhưng mà tôi không thể nghe rõ lời nào cả không có ai trong điểm tham quan ngoài chúng tôi Hay ít nhất là chúng tôi được kể như vậy Ôi trời ơi Sao tất cả những chuyện được kể Cuối cùng tôi cũng có một câu chuyện riêng của mình sao Mặc dù cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên Tôi cảm thấy phấn khích nhiều hơn Mặc dù tôi thực sự thích nghe về ma Nhưng tôi không thể nói rằng tôi thực sự uh, Thực sự sợ chúng Tôi chỉ không muốn chúng ở trong nhà của mình mà thôi Ngoài ra Tôi thấy ý tưởng về chúng thật sự hấp dẫn tôi từ từ thò đầu ra khỏi góc cô tiếp theo tôi ước gì thứ tôi thấy là ma đó là một không gian mở rộng khá là lớn và có một phiến đá nhanh tạo giống như là một khối đá tự nhiên ở giữa vậy sáu người mặc vest đứng xung quanh theo vòng tròn năm người cầm nến trong khi một người đang đọc một thứ trông giống như là một mảnh giấy già cũ vậy những gì anh ta nói nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi không phải là tiếng anh thì những gì tôi nghe được đâu mỗi khi một người nói kết thúc một hoặc hai câu những người khác sẽ lặp lại từ cuối cùng Khi tôi không ngồi ở đó Tôi thấy một thứ trông giống như là một tia màu sáng Màu vàng và xanh làm nữa Đang chuyển động trên bàn thờ Có người ở trên đó Một người phụ nữ Cô ấy lại chuyển động Và tôi nghĩ rằng mắt tôi đang chơi khăm tôi thì phải Trông giống như là một trong những đứa trẻ Trong chương trình đại học vậy Được làm bạn với các nhân vật hoạt hình ấy Hoàn toàn ăn mặc như bạch tuyết Cô ấy bị bịt kín miệng lại và trói trên bàn thờ Tôi đang nhìn cái quái gì vậy Đôi mắt cô ấy mở to ra và đầy sợ hãi Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô Khiến nó trải điểm quá dày của cô bị trôi đi Mặc dù cô ấy đang cố gắng hết sức rồi Cô ấy hầu như không thể chuyển động được Người đàn ông cầm lấy tờ giấy xa ngừng đọc lại Những người khác đều rút ra một số con dao găm thô sơ Và tiến về phía cô Hai con dao đâm vào mỗi cánh tay cô Hai con dao đâm vào chân cô Và một con dao cắm vào trên đỉnh đầu của cô Người lãnh đạo làm động tác nhào lộn bằng tay và nói thêm một số từ ngữ khó hiểu nữa và những người khác tiến lên hai người đứng hai bên tay cô bắt đầu cắt cánh tay của cô từ giữa bắp tay xuống đến cổ tay hai người khác cũng làm như vậy từ giữa đùi đến định bàn chân cô người thứ năm thực sự đã khắc thứ giống như là một cái hình bát nguyệt trên trán cô tôi kìm lại tiếng hét và nhắm mắt lại tôi có thể nghe được tiếng hét như bị bóp nghẹt và người thấy mũi đồng trong mũi và nếu thấy nó ở phía sau cổ họng Tôi mở mắt ra một lúc để thấy rằng Người lãnh đạo rút ra một con sao Bước lên bệ thờ Và đang cầm cô bạch tuyết tội nghiệp lên về phía anh ta Đó là lúc mà tôi quay lại Và chạy thuộc mạng Tôi quay lại phòng nghỉ Chạy vội ra cửa Tôi hẳn trông có vẻ giống như một tên tâm thành vậy Vì một trong những người bạn của tôi đã nói rằng Này, <laughs> cái chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy Còn cái tôi đựng đồ ăn trưa của cậu đâu Tôi thậm chí không trả lời anh ta nữa Tôi chỉ đứng đó mà thôi anh ta nhìn tôi thêm một lần nữa Và quyết định rằng Gọi quản đốc qua radio để nói chuyện với tôi Quản đốc bước vào Nhìn tôi một cái Và hỏi tôi có ổn không Tôi lắc đầu Anh ta bảo tôi về nhà đi Để những người khác làm nốt cài còn lại Tôi đã gọi điện xin nghỉ ổn trong 3 ngày tiếp theo Trong sự thoải mái của ngôi nhà Tôi cố lý giải những gì đã xảy ra Chắc hẳn Đó chỉ là một trò đùa thôi Phải không Có phải là trò đùa của mấy đứa khốn nạn với trò chào mừng đến với đoàn phức tạp không? Ý tôi là... Ủa chú ơi, Disneyland chịch cứng với những đứa trẻ trong tuổi học đại học, những đứa cuối tuổi thiếu niên và đầu tuổi đôi mươi xa nhà và từ trường đại học nữa. Được trả lương bèo bọt chỉ để có thể đưa Disney vào siêu lý lịch, chỉ quan hệ tình dục và cái náo là mất khi có cơ hội. Chơi khăm được có thể đưa lên lót hoặc là Twitter hoặc là bất kỳ thứ gì ngu ngốc nào khác mà chúng dùng được gây sự chú ý ư? Phải là vậy nhỉ? vào đêm đầu tiên trở lại làm việc Tôi thực sự phải ép mình không quay xe lại ở cổng an ninh Khi người bảo vệ mở cửa cho tôi vào Khi tôi đến phòng giải lao Một trong những người trung thân mà tôi làm việc cùng đang ngồi đó Có vẻ như đang đợi tôi thì phải Anh ta bảo tôi vào làm trước đi Để đồ lại cho anh ta Và để gặp quản đốc ở lối vào cửa chính Tôi nhìn anh ta một cách khó hiểu Vì nơi đó cách khá xa nơi mọ Mà chúng tôi được phân công làm việc Những người không phải là thành viên trong đoàn chính của Disney việc đi lang thang xa nơi họ được phân công là điều rất đáng trề trách. Tôi nói như vậy với anh ta và anh ta chỉ nói rằng Cứ đi đi, cô sẽ gặp sếp của cậu tại đó. Vì vậy, nếu có ai đó nói gì thì đó là việc của họ, chứ không phải là của cậu đâu. Tôi đi đến lối vào chính và thấy sếp đang ngồi trên một trong những chiếc ghế xài ở dưới ga tàu. Anh ta bảo tôi ngồi xuống đi, chúng tôi ngồi đó khoảng 5 phút mà không nói gì cả. Anh ta cho một điếu thuốc và tôi cũng chầm như vậy anh ta hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra với tôi vào đêm hôm trước tôi chỉ nhún vai nhìn mà đất mới được tưới nước và thở ra anh ta đặt tay lên vai tôi và nói rằng tôi là một đồng nghiệp rất tuyệt vời những người khác đều rất thích tôi anh ấy không muốn mất tôi đâu và anh ta ngạc nhiên rằng khi được quay lại với vẻ hoảng hốt của mình tôi nói với anh ta rằng điều đó không phải là sự thật sếp hỏi tôi rằng có phải tôi chỉ bị ốm hay là có chuyện gì khác xảy ra không anh ấy cũng hỏi tôi rằng Có phải một người quản lý trong đoàn làm phim đã làm khó dễ cho tôi Và nếu thật sự có Anh ấy sẽ giúp tôi giải quyết Tôi lắc đầu và nói với anh ta rằng Anh ta sẽ không tin tôi đâu Và có thể sẽ đuổi việc tôi Vì nghĩ tôi bị điên rồi Nếu tôi kể cho anh ta nghe Sau đó Anh ấy nói điều gì đó khiến tôi cảm thấy Việc kể câu chuyện của mình là ổn Anh ấy nói rằng Tôi đã làm việc tại đây Từ khi nơi này chỉ toàn là đất bằng và đường đất mà thôi Không có gì anh có thể nói làm tôi sốc cả Tôi nhìn lại anh ấy Đó là một ánh mắt chết lặng Khi tôi thấy anh ta nói thật Tôi bắt đầu giải thích mọi chuyện từ đầu Tôi kết thúc câu chuyện của mình Thì có một anh chàng kia bảo tôi đến gặp anh ta Người quản lốc của tôi vẫn ngồi tại đó Bốn tàn thuốc Và nghe nó xuống sàn Anh ta ngồi đó gật đầu trong suốt câu chuyện Không ngắt một lời nào cả Không một lần nào nhếch mép mỉm cười vẻ mặt không tin Một chiếc xe tải của người gác cổng tình cờ đi ngang qua và khi đèn pha chiếu vào chúng tôi Tôi thấy rằng Tất cả máu dường như đã Rút hết khỏi khuôn mặt của người quản đốc vậy Anh ta hít một hơi thật sâu Và thở ra một lần từ miệng Anh ta bắt đầu rưng rưng nước mắt Cuối cùng anh ta nói tiếp Này Những gì mà tôi sắp nói với cậu ấy Nhóc ạ à, Không có nhiều người ở đây sống đủ lâu để biết Và những người biết thì đều như là không bao giờ nói về nó cả Đây là một chủ đề cấm kỵ và một số ít người nói về nó thì quá xa để quan tâm Hoặc là đã uống quá nhiều rượu whisky rồi Anh ta cười nhếch mép khi nói Lúc tôi nghĩ anh ta sẽ dừng lại Nhưng anh ta vẫn tiếp tục à... Tôi ở sống khu vực này gần 80 năm rồi Rất hiếm khi ra khỏi tiểu bang này Ít hơn số lần tôi có thể đếm trên một bàn tay Orlando chỉ trông như thế này trong một thời gian ngắn mà thôi Nếu nhóc có thể nhìn thấy vùng đất này trong một thời gian tôi lớn lên ở đây Nhóc sẽ phải kinh ngạc đấy vùng đất này toàn đầm lầy và những vườn cam không còn gì khác cả cho đến khi nhà qua quyết định rằng đây là địa điểm cho một công viên giải trí tuyệt vời tiếp theo của mình thì nó vẫn hầu như là không có gì cả con người đã sinh sống ở vùng đất này trong một thời gian rất dài người ai người abalachi người kalusa người Timucua người Tocobago, tất cả những người da đỏ bản địa sống trong hoặc xung quanh vùng đất này mà nhóc đang ngồi ngay bây giờ người Beleodian đã ở đây trước họ rồi những vùng đất cổ xưa Nói thiệt nhé? Tôi uh, không phải nhà sự học Nhưng mà tôi đoán rằng Những người ra đầu đó, đó vào một thời điểm nào đó đã nhận ra rằng Vùng đất này là rất không tốt Nó không những rất tồi tệ Mà còn giống như một đứa trẻ nhỏ sẽ nổi cơn thịnh nộ Nếu không được như ý ấy Và một thời điểm nào đó Khi những nền văn hóa này không còn có được thời tiết tốt Hay là mùa màng bội thu nữa Thì họ có gì bây giờ Họ nghĩ ra rằng Việc hiến tế máu có thể làm được điều đó mỗi lần mỗi lần họ xây dựng một công trình lớn trong khu vực này họ đều lấy máu cả nhưng vì lý do nào đó việc hiến tế phải liên quan đến công trình đang được xây dựng ví dụ nếu người trao đổi xây dựng một công trình tôn giáo thì một shaman phải bị hiến tế nếu một người định cư tại đây xây một nhà kho hoặc là một vườn cam thì một người làm công trong trang trại của anh ta phải bị hiến tế nhóc hiểu ý tôi chứ và việc đó phải là do người lớn tuổi trong thị trấn thực hiện không phải ai cũng có thể làm được đâu Mà còn phải do những người lớn tuổi Những người có ảnh hưởng nhất trong khu vực này thực hiện Nhóc đó từng xem bộ phim Best Cemetery của Stephen King chưa Cũng giống như vậy á Nhưng mà phải là những người quan trọng có liên quan cơ Nhóc có biết câu chuyện về việc nhà Disney mua mảnh đất này không Ông ấy mua nó không phải là dưới thương hiệu của Disney Mà là hàng trăm công ty giả mạo Ông ấy không muốn bất kỳ ai biết rằng Ông ấy sẽ xây dựng một công viên giải trí ở đây vì người dân địa phương có thể không bán rẻ như họ đã làm đâu vì vậy ông ấy đã làm những gì ông ta phải làm tôi tự hỏi liệu rằng thông qua tất cả những cuộc mặc cả nửa vời này liệu ông ấy hoặc các giám đốc điều hành bàn tròn lớn của ông ta có bao giờ tự hỏi rằng tại sao rất nhiều người sẵn sàng bán với mức giá đó không họ đã ngừng phải làm những điều tồi tệ đê tiện để kiếm lợi nhuận ở đây chưa những người trong số họ có muốn thoát ra không điều đó thực sự khiến mình phải tự hỏi và tại sao lại có câu không ai chết tại disney cả tất cả mọi người ở đây đều được tuyên bố là đã chết ngoài khu đất này và tại sao chúng ta phải thuê rất nhiều sinh viên đại học được cho là đang chạy loạn ở đây này hãy nghĩ về điều đó đi được rồi tôi chỉ muốn nói với nhóc như vậy thôi và tôi nghĩ nhóc có thể xứng đáng với điều đó sau khi nhóc đã thấy những gì đã xảy ra những thế lực ở đây rất hùng mạnh mạnh mẽ hơn cả việc là giám đốc điều hành của disney nữa cơ họ gần như là cai trị mọi thứ Nhóc nghĩ câu lạc bộ 33 là độc quyền sao Sếp tôi cười Nhưng mà không có chút vui vẻ nào cả Câu lạc bộ mà nhóc tình cờ tìm thấy Còn quyền lực hơn cả một công viên giải trí cơ Nếu mà nhóc dám nói về những gì nhóc đã thấy Mạng sống của nhóc có thể gặp nguy hiểm đấy Tôi chỉ ngồi đó Cố gắng thấm nhuận những gì tôi vừa nghe Thực sự rất là điên rồ Và rồi Người quản đốc của tôi nói thêm một điều nữa Trước câu cuối cùng tôi nói Với người đàn ông tốt bụng đó Vậy nhắc nghĩ Đây là điều tồi tệ sao Hãy tưởng tượng những gì tôi đã nghe thấy Khi chúng tôi đang xây dựng It's a small world Tôi thề Tôi vẫn nghe được tiếng hét của những đứa trẻ đó Khi tôi nhắm mắt vào ban đêm Tận 40 năm sau Câu trả lời của tôi là gì Tôi nghĩ việc À Thế giới kỳ diệu của Disney Tôi vẫn cực kỳ rùng mình khi nghĩ về điều đó Tôi ghét mọi quảng cáo của Disney chết tiệt nào trên TV Và chúng xuất hiện rất nhiều Mỗi lần như vậy đều khiến tôi nổi da gà. Tôi thấy Universal vẫn đang tuyển dụng thì phải. Tôi vẫn cần một công việc. Tôi có nên nộp đơn không nhỉ?